hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video nơi chia sẻ, đăng tải và bình luận những video clip đặc sắc, hấp dẫn mỗi ngày. Và chương trình đồng thời cũng được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Ngày hôm nay trong không gian quán quen thuộc này, Dương Thanh Vàng và Đào Hải Triều gặp lại tất cả mọi người với cái chức vụ là những người dẫn khách. Triều ơi, mấy cái dẫn khách là mình đi tới cái khác rồi. Triều dẫn khách vô, dẫn khách mời vô, không có dẫn khách mời luôn, khách mời tự động tràn vô. Okay. Gì trơn á, mình dẫn thôi vàng nói luôn. Ngày hôm nay Đào Hải Triều sẽ cùng với Dương Thanh Vàng tạo ra những tình huống hấp dẫn đến với tất cả những bạn khách mời. Cái người khách đầu tiên mà ngày hôm nay Dương Thanh Vàng muốn mời tới đây và lần đầu tiên Hải Triều được đối diện với người này, đó là một hot tiktoker Viên VB. Cái bạn Viên VB này là Hải Triều có theo dõi nha. Có nhiều cái clip và nhiều cái ý tưởng rất là bá đạo và rất là hay, ý tưởng rất là mới. Nhưng mà hình như là bạn VB này nó nằm ở cái độ tuổi là Gen Z phải không? Là thế hệ của những bạn sinh ra và lớn lên trưởng thành từ khoảng năm 1993 đổ về sau này. Trời ơi, vậy là đúng độ tuổi rồi. 24 đây mọi người. 2K4 chào tất cả mọi người. Không, 2K4 hả? Yeah. Hải Triều 2K4 nha mọi người nha. Hải Triều, da đầu sao Hải Triều chóc ra nè? Không có, cái nồi cái nón, tụi không có da đầu. Bây giờ nói quá nhiều rồi đúng không? Bây giờ Hải Triều rất là nóng lòng để gặp cái bạn Vin TV này. Bây giờ còn chờ đợi, còn nói cái gì nữa? Chào đón ngay Vin VB tại chương trình Thực Khách Bá Đạo, ứng tác khắc não. Thực sự ra hiện tại là em rất là run, nãy giờ tay chân em rất là lạnh luôn. Nhưng mà em lạnh thiệt, tại vì bình thường là em tự quay clip á, em toàn dựng điện thoại không à. Nhưng mà bây giờ diễn ở trên một cái sân khấu mà không có một cái kịch bản gì hết nên em cảm thấy rất là run và em cảm thấy rất hồi hộp. Em nghĩ chắc em bán hàng online quá. Chắc em bán đầm online sao anh, chắc là chủ shop rồi. Chúc đơn em nghĩ vậy. Sao giống em đi giao hàng với người ta. Mọi người ơi, mọi người hãy ủng hộ cho VVB để VVB hoàn thành tốt Thực Khách Bá Đạo ngày hôm nay nha mọi người. Bây giờ run quá không biết nói gì hết trơn. Từ phương xa ta cùng đến đây ăn mì. Ủa, cái khăn đâu rồi ta? Nó trên vai mày á. Ồ, cảm ơn. Hey! Gì dữ tợn vậy? Cái gì dữ tợn? Má ơi, con nói má bao nhiêu lần rồi, cái này là cái quán, là cái nơi công cộng. Cho nên mình đi ra mình phải tút lại cái vẻ đẹp trai của mình. Đẹp trai? Đẹp gái của mình, má hiểu không? Đừng để cái khuôn mặt mộc mạc này đi ra đây. Bởi vì má giống như ma cây vậy đó. Con nói má biết bao nhiêu lần rồi, hôm bữa má chưa để ý đâu. Khách đang nườm nượp, người ta đang kêu anh ơi, bán cho tôi mì, bán cho tôi phở, anh ơi. Má bước ra một cái vắng tanh. Má không tin cái vụ đó đúng không? Bây giờ thấy không còn một bóng người đúng không? Nghe tiếng ơi, ớt nhái anh ương kêu quá trời. Má quay lưng đi. Trời ơi, khách đứng trong nghẹt kìa. Trời ơi, bạn đi mất rồi khi má xuất hiện. Má không thấy ghê bằng cái miệng của mày nói á. Không phải, cái đó là sự thật luôn. Thôi mày ơi, mày mệt mày quá. Nè, ngồi đây dọn dẹp. Dạ. Sạch sẽ nhà cửa, tươm tất. Dạ. Rồi xong chạy về nhà tắm rửa, ăn bặn bộ đồ đẹp đẽ coi. Chứ gì má? Bữa nay Duyên nó về. Trời! Duyên về! Trời ơi, thiệt không má? Duyên về hả má? Duyên về. Con Duyên về mà tao sắp chết tới nơi đây nè. Không quên, xin lỗi má. Mừng quá. Nghe kỹ nè, ngày hôm nay là con Duyên nó về. Xem siêu rớt đầu. Duyên về. Cái quán này vắng khách là tại mày không đó. Mày cứ rải muỗng đũa kiểu này, an toàn vệ sinh thực phẩm ở đâu? Nè, nghe cho kỹ nghe. Dạ. Nó đi xa lâu ngày. Dạ. Nhưng mà nó vẫn giữ cái nết truyền thống. Đúng rồi, đẹp đẽ. Mày biết em à? Ô, kìa ai như cô thắm. Nó nói chuyện. Con bác anh mở xa mới về. Thôi, thôi đừng có hát nữa.
Sao cái ghê lắm. Dạ yeah. Thôi má ơi, một phần nữa là khách không có tới quán này tại vì má hát á. Thì đại loại là tao nói là con Duyên nó sắp về nhà, mày mày phải đàng hoàng và lịch sự vô cho tao. Dạ yeah. Đấy yeah. Ôi là trời. Trời ơi, này không phải là thực khách bá đạo, này là con của má. Đốt, 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 đốt. Mày nhớ má quá à. Mày nhớ má mà mày thọt tay vô túi má không con? À, dạ quen. Thay một vòng cho má coi coi. Con gái của má. Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy? Dạ đẹp không má? Gì? Mà hơi hở không? Hở gì? Hở hở gì? Đẹp khoe xấu che. Mắc gì hở gì? Mới đi thi mít ven về đó má. Con mới đi đâu? Mới đi thi mít ven. Mới đi thi mít ven. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, diễn cho má coi tôi mới hở má hó. Coi được ở dưới này nó thằng quỷ nấu không nổi internet cho má coi. Dạ dạ dạ. Diễn cái phòng trào. Ôi liền má ơi. Cho má coi coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đúng rồi, sai ờ, đúng rồi. Đó. Ủa cái cuộc thi đó là cuộc thi gì mà sao mà là cuộc thi chữ lộn hả? Dạ không. Sao mà ra mày con chữ ra hai con chữ quá chữ vậy con? Dạ không, cái cuộc thi đó phải la lớn như vậy để dành vương miện đó, ai la bự nhất sẽ được dành vương miện. La gì? Em la gì? Viên gì? Dạ viên VIP. Tại từ lúc thấy cái đầu luôn cái con. Dạ. Kỳ quá rồi kìa. À, hồi xưa mày tên Viên. Dạ. Nguyễn Thị Bò Dò Viên. Sao đặt cái tên của mày nó quá hợp với cái quán mà con. Mà tại sao mày đi lên chợ không có bay lâu tự nhiên mày thêm hai chữ VB. Cái chữ VB nó là cái gì con? Rồi mày lấy cái chổi lông gà mày chải tóc mày vô chi rồi con? Trời ơi. Như vậy là con biết rồi. Cái gì? Là cái tên Bò Dò Viên em không thích nữa. Ờ. Bây giờ em thích là Viên Bi. Cái viên bi để làm gì? Để bắn vô não mày hả? Là nãy giờ tạo bất ngờ cho má đúng không? Dạ đúng rồi má. Bất ngờ quá. Trời ơi, con đem dương miệng cho má nhưng mà con để quên ngoài xe rồi, thấy nữa đang lấy cho. Mà nói là đi thi qua hậu qua ơ gì thì mới mốt mày phải để ý để tứ cái chứ con. Con gái con nứa mình đi thi qua hậu là mình phải nền nã nết na. May là nãy giờ má không có mời bà con hàng xóm tới đó. Chứ mai bà con hàng xóm tới nãy giờ má phải nhục nhã không? Con có thông báo rồi. Trời ơi. Con mời lên xã luôn, lên xã phát lo chút xíu cả xã tới. Em Duyên về mà. Ủa con tính về đây là nãy dụng lục lục túi má đó. Tại vì nghe nói má bán được đất đúng không? Con về chi mà. Thì điên rồi Duyên. Mày không biết bữa nay má kêu mày về đây bữa nay ngày gì hả con? Hôm nay là đám cưới má đó. Hôm nay là đám cưới má đó. Mày điên rồi. Ủa? Bữa nay là sinh nhật tao. À sinh nhật má, mừng thọ má. Rồi má kêu mày về đây mà mày không nhớ ngày sinh nhật của má. Trời ơi. Ra là con nhớ giả bộ vậy thôi. Nhớ thì phải làm sao ạ? Happy birthday chúc vui má ơi. Happy birthday của má ơi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday má. Mày sinh nhật tao mày hấp bì hấp chả gì? Cái gì đây? Hỏi nến đi má, hỏi nến. Ôi ôi má. Má ơi, sao vậy má? Thì ai biết đâu nó đưa cây mía thì định nó cắn cây mía thôi. Cái gì mà mày cắn vậy? Đâu phải cái nến đâu. Mình phải tặng quà chứ. Nhân tiện mừng thọ má, con cũng có gì hơn. Thì con chúc má là sang năm mà follow TikTok của má lên triệu view nha, mấy triệu nha. Má 3 triệu 7 rồi con. Ủa cái đó là cái gì má? Con chúc cái đó là năm thực khách bá đạo. Trời ơi 3 triệu 7 mày chưa follow má. Trời ơi má rất là hot luôn á. Trời anh sao vậy, anh ở nhà anh má mà anh không biết. Cái đó cái mạng xã hội hả? Ờ trời.
thì sinh nhật của má, con chúc má sống lâu. Mày chúc rồi, mày tặng quà thôi. Cảm ơn con trai. Thôi thôi. Ê chuỗi. Trời ơi coi. Ê sao mày biết má thích cái mà cái sập giải gì vậy? Sập giải của bà Chính đúng không? Trời đất ơi. Ủa là trời. Mày thích thôi chứ sao, mỗi lần qua nhà bà Chính trời ơi, sập giải này đẹp quá hay ướt con, gì con đó. Con sợ vợ ông Tám quánh má quá. Cái bông này nè thường thường ta nói là nó màu trà xanh chết rồi. Không được. Có gì đâu, trà xanh uống đẹp da mà. Ủa su lắm, bây giờ trên mạng cái trà xanh là su lắm á. Trà xanh là gì? Ủa trà xanh là gì? Thì trà xanh. Mùi thứ ba, trời ơi con đi vợ ông Tám trước sau vẫn quánh má bần đầu luôn, thiệt sự luôn á. Trà xanh là mùi thứ ba. Ừ thì má nhận cái này để coi lát nữa có xài được xài nghe. Con này của con, này của con, này của con nghe. Gái lâu nhà quá quá hậu, quá cứ quá hậu. Qua qua ba Sài Gòn rồi, Sài Gòn là coi cái gì. Surprise, trời ơi chồng. Ôi má ơi má. Má cái này hả má, má mang đi ra ngoài lộ nha, ngoài sớm. Trời ơi tao nói hả mấy đứa kia nó lát mắt luôn á má. Trời chấm độc không? Cái này cứ cúp ngực nè. Má đứng lên thử đi. Trời ơi, con phải lụa hả biết bao nhiêu, con phải nhờ nhà biết nha, bao nhiêu nhà thiết kế riêng cho má đó. Cái áo này là cái áo gì vậy con? Anh ta không biết bây giờ ta hết cái mẫu này nè. Má bước vô. Má bước vô. Rồi con rinh má lên. Ừ rồi, con rinh má lên. Rồi. Đâu nhét má vô nè. Mày rinh tao lên làm cái gì? Ông không rinh ra, ý em nói là cho má vô thôi chứ bỏ má xuống lại. Ừ, là trời. Trời ơi má ơi. Rồi. À, kéo lên. Ôi ôi em nói thấy chưa? Mới ướm lên thôi mà nó sang cỡ này rồi. Mà mang trời ơi. Rồi. Rồi tiếp lại. Ai đứa mày đưa tao ra ngoài nghĩa địa luôn. Ai vậy hả? Ôi. Ủa? Đẹp quá má ơi, trời ơi nó sang quá má. Ủa cái áo dài gì kỳ vậy má? Sang mà anh, sang. Viên. Dạo này khó khăn lắm đúng không con? Ở trên Sài Gòn làm ăn không được hay thì sao? Nó dành tiền nó mang cái áo dài cho má, mà nó không đủ tiền, nó mua giải còn thiếu lên thiếu xuống. Trời ơi bây giờ nè, nói cho em nghe, nếu mà không có tiền á, gọi điện về cho má, gọi điện về cho anh, anh gửi cho vài chục triệu xài mua giải giờ. Trời ơi mai cái gì thấy ghê quá. Mai mới tới đây rồi nó hết nó mà cái gì mà sao lấy cái chén rồi bây giờ nữa? Mày thấy mấy cái mà nó ít ít gì nè, nó mắc tiền hơn mấy cái quyên quyên như này nè. Cái quyên quyên là cái gì nữa con? Là cái giải mà nó kính kính vậy nè. Má mang cái này đi, con nói thiệt lắm, mấy bà trong xóm hả tao nói hả chụp hình má tới công chuyện luôn. Trời ơi không dám đâu, bây giờ mà hả ở cái xã này mà bận ba cái vụ này hả người ta chửi ngựa này ngựa nọ. Ai chửi, ai chửi nói em đi, ai chi em chửi lại cho. Trời đất ơi Quyên ơi, sao mà mấy hôm nay con về bữa nay con làm má buồn quá con. Ngồi xuống đây má hỏi, hồi nãy giờ coi như là vui vẻ đi. Hồi nãy bay nói cái quyên quyên, rồi bay nói cái gì, cái từ gì mà má không có hiểu, mấy cái từ đó là từ gì á con? Từ nào má? Mấy cái từ đó là nghe cái gì Gen Z thì đúng không? Của thế hệ trẻ tụi bay bây giờ nói mấy cái từ đó không á hả? Đúng rồi đúng rồi. Ồ, bây giờ phải cập nhật xu hướng, đem những cái mới về đây nè, má phải tiếp nhận cái đó hiểu không? Rồi bỏ mấy cái cũ hả? Bỏ được cái gì bỏ mà mình tiếp nhận được cái mới. Còn ví dụ như mình có cái cũ mà mình trồng thêm cái mới vô cũng được. Kiểu gì đó má. Má hiểu rồi. Tức là mấy đứa bay là mấy đứa mà kiểu mà đã cụ nghinh tân chứ vậy. Má ơi Duyên nó không biết đã cụ nghinh tân là cái gì cơ. Đó. Có nghĩ là cái gì nè, nếu mà Duyên không biết vậy á là phải nhìn lại hả bà mẹ đẻ ra, chắc mẹ đẻ ra không biết dạy đâu. Ai trời đất ơi. Còn sự cái phụ huynh không biết dạy. Đúng rồi, thường thường ba má không biết dạy con đâu, má con không biết cái gì. Bởi vậy cái lông gà này mới quá, không biết để làm gì ta. Ủa má ruột hả? Con nó nuôi. Xin lỗi. Mày vui quá ha. Nó người ngoài mà nó cừ vô trong mặt tao không biết dạy mày. Sẵn đây tao nói luôn nè. Con gái con nữa ngày hôm nay không phải đơn giản mà má kêu mày về. Má kêu mày về ngày hôm nay là tại vì mày đã đủ tuổi lấy chồng rồi. Mày lớn rồi, kiếm tấm chồng đi con. Lông bông liêu biêu hoài của chừng nào mới có chồng, có con, có cháu cho má ẩm bồng. Má ơi, hồi bữa bây giờ rồi, bây giờ mình lo mình kiếm tiền chứ. Thôi bây giờ ta 40 tuổi ta đẻ là chuyện bình thường má ơi. Không cần, má dưới này cái quán này, cái cơ ngơi này là ổn định rồi. Đúng rồi. Má đâu có cần xa hoa lộng lẫy đâu. Bây giờ quan trọng nhất của má là cần một đứa cháu ẩm bồng. Nhưng mà theo con thấy bây giờ cũng không cần thiết phải có chồng nữa má ơi. Bây giờ trời ơi mình giỏi nha. Bây giờ mình gì?
thụ tinh đó má. Trời ơi, cậu đẻ ra má muốn bao nhiêu đứa con đẻ cho má mấy nhiêu đứa. Nhưng mà cuối cùng em cũng phải lấy chồng chứ. Chứ không lẽ bây giờ mới mốt mà người ta quan trên trong xuống, người ta chăm vào bà con hàng xóm người ta đàm tiếu, người ta không cười con đi, người ta cũng cười vô mặt má. Trời ơi, con đẻ không có chồng. Không có kể má. Lấy chồng bây giờ mày muốn lấy ai cũng được. Miễn yêu cầu là mày chỉ cần có ê, người bậy. Sao muốn lấy ai cũng được bậy. Quên. Mẹ thương bao con. Má, thân gái đừng hát. Đừng hát. Má nói đừng nói hát. Nói em còn chưa hiểu, hát em không hiểu luôn. Ngày hôm nay má nhắc lại một lần nữa, má thương là thương thiệt, nhưng mà con ly là má đánh. Ê, đánh đau má. Con ngon rồi mà má đánh con nữa hả? Ý con nói là con hư tại mẹ đó, cho nên chắc là đánh phải đánh mẹ. Ba nội với mày luôn á này. Anh hai nào? Nó. Hai đứa mày tự nói chuyện đi. Ê, thấy ủa chưa má sao? Giận rồi. Ủa, chứ không phải má đẻ anh ra hả? Không. Ủa chứ má đẻ anh ra mà. Ủa sao? Má đẻ anh ra, má đẻ em ra. Rồi hai gia đình mình có hứa hôn mà không nhớ hả? Ủa em ơi. Bao nhiêu năm trời mày đi, tới thằng chồng tương lai của bao mày ở đây. Bao nhiêu năm rồi, còn gì và được gì? Không chịu đâu mà ơi. Không chịu của anh đâu. Ô mẹ. Má ơi, má ơi. Con ở cái quán này ngày ngày con bưng bê, con hôn đá, con bưng đồ buôn bán. Mà bây giờ Duyên, con nói cái gì? Ủa nhưng mà con không chịu của anh đâu. Thấy chưa? Trên một cái ống đũa đi. Lấy dùm anh cái ống đũa. Gì vậy con? Thấy chưa? Chú cuối cùng mà anh còn làm gì đó. Bây giờ anh cuối cùng về mình nói có gì không? Anh làm gì đó bây giờ phải đâu có gì đâu mà anh đây. Quên. Anh đâu còn lại đâu, anh không lại đâu, không lại đâu. Alo, sao bắt chó à? Ui, là trời á. Kiều ơi, con bình tĩnh, con được, đừng con có điện thoại. Thôi gì hả? Trời ơi, má ơi, làm hết hồn, gọi công an bắt anh. Alo. Cái gì? Ai? Cái gì vậy con? Người yêu của Duyên. Cái gì? Sài Gòn gọi cho con. Má nghe đi. Cái gì? Đi về liền mày, mày đi về liền. Mày đi về nhà mày liền, mày biến liền khỏi nhà tao. Ừ con vô nhà. Ừ con. Ủa sao biết số điện thoại mày hay vậy? Đi về nhà mày đi. Mày cứu rối về nhà mày đi. Đi anh ơi, phụ em. Ủa, có bầu rồi hả? Có bầu. Trời ơi, tao nghe nói là nó làm giám đốc hả con? Giám đốc con má ồn. Ủa? Ủa vậy? Trời ơi. Trời ơi, làm hết mà bây giờ bà Nam làm như vậy với con. Bà Nam có mới nơi cũ. Điện kêu người nhà bồ mình tới đây cưới liền. Cưới gấp. Tới rồi.